Chào mừng các bạn đã đến với kênh tin tức online 247. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung sau. Buộc Trung Quốc chịu trách nhiệm ở Biển Đông. Theo Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 23 tháng 4 đã thể hiện thái độ cứng rắn, kêu gọi những nước khác buộc Trung Quốc phải chịu trách nhiệm cho những hành động khiêu khích phi pháp gần đây ở Biển Đông. Khi Bắc Kinh có dấu hiệu đi quá giới hạn, các nước cũng bắt đầu phản ứng mạnh mẽ tương xứng. Mối đe dọa an ninh lâu dài. Ngày 23 tháng 4, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã có cuộc họp với Ngoại trưởng các quốc gia ASEAN. Cuộc họp này xoay quanh những nỗ lực chống COVID-19 và trong đó có vấn đề giữ vững an ninh để tập trung chống dịch. Chi tiết này hóa ra lại là một điểm nhấn liên quan tới những hoạt động phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông, mà theo quan điểm của Mỹ, Bắc Kinh đang lợi dụng tình hình dịch bệnh để củng cố tham vọng. Trong tuyên bố với các nước ASEAN, Ngoại trưởng Pompeo nói Trung Quốc là một mối đe dọa lâu dài cho an ninh chung, xét tới những gì nước này đang làm trên Biển Đông. Ông nói, ngay cả khi đã ứng phó với đại dịch, chúng ta vẫn cần nhớ rằng những mối đe dọa lâu dài đối với an ninh chung của chúng ta chưa hề biến mất. Thực tế, những mối đe dọa đó đã trở nên rõ ràng hơn. Bắc Kinh đã có bước đi tận dụng yếu tố gây mất tập trung từ việc đơn phương thông báo về các đơn vị hành chính tại các đảo và khu vực hàng hải tới việc đâm chìm một tàu cá Việt Nam vào đầu tháng này, rồi cả các trạm nghiên cứu trên đá chữ thập và đá sư bi. Trung Quốc tiếp tục điều động lực lượng dân quân biển tới khu vực quần đảo Trường Sa và mới đây nhất, họ đã điều một đội tàu gồm tàu khảo sát năng lượng với mục đích duy nhất là đe dọa các bên tuyên bố chủ quyền khác trong việc tham gia phát triển dầu khí ngoài khơi. Đáng chú ý, cũng trong tuyên bố này, ông Pompeo khẳng định Mỹ mạnh mẽ phản đối hành vi bắt nạt của Trung Quốc và chúng tôi hy vọng các quốc gia khác cũng sẽ buộc họ phải chịu trách nhiệm. Trong hai tuyên bố trước đó, Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Mỹ đều nhắc tới việc Trung Quốc lợi dụng đại dịch và kêu gọi kiềm chế gây bất ổn để tập trung chống dịch. Nhưng lần này, người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ công khai kêu gọi các nước khác buộc Trung Quốc phải chịu trách nhiệm, gia tăng sức ép. Không rõ lời kêu gọi của Mỹ tác động như thế nào tới các nước khác. Thực tế cho thấy, khi giọng điệu của Mỹ dành cho hành động của Trung Quốc ở Biển Đông ngày càng trực khởi và mạnh mẽ hơn, các đồng minh và đối tác của Washington cũng đưa ra các tuyên bố liên quan. Trao đổi với Tuổi Trẻ, tiến sĩ Nagao, Viện Houston Mỹ nhận định, Mỹ, Úc và cả Nhật Bản đã hợp tác triển khai tàu chiến tới Biển Đông gần đây. Vì vậy, không khó để họ tổ chức tập trận tại Biển Đông hiện nay. Trong trường hợp này, chúng ta có thể nói đã lên kế hoạch hoặc không phải trong kế hoạch cũng đều đúng. Ví dụ, họ đã lên kế hoạch tới Biển Đông từ trước khi đại dịch bùng phát, nhưng họ quyết định tập trận sau khi đại dịch bùng phát. Theo Nagao, cuộc tập trận Mỹ-Úc đang diễn ra ở Biển Đông mang giá trị thông điệp rõ ràng. Vì trong tháng 4, sau khi tàu hải cảnh Trung Quốc đâm chìm tàu cá Việt Nam, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Ajut nói, chúng tôi kêu gọi Trung Quốc tiếp tục tập trung vào ủng hộ các nỗ lực chống đại dịch toàn cầu và ngừng lợi dụng sự thiếu tập trung hay mong manh của các nước khác để mở rộng những tuyên bố chủ quyền phi pháp ở Biển Đông. Trong một diễn biến đáng chú ý khác, Malaysia ngày 23 tháng 4 đã nêu quan điểm về Biển Đông liên quan tới thông tin vụ đối đầu với tàu Trung Quốc gần đây. Kuala Lumpur cho rằng, vì sự phức tạp và nhạy cảm của vấn đề, tất cả các bên phải nỗ lực duy trì hòa bình, an ninh và ổn định trên Biển Đông nhằm xây dựng, duy trì và thúc đẩy niềm tin lẫn nhau. Không phải vì chúng tôi chưa đưa ra tuyên bố công khai về vấn đề này, mà nói rằng chúng tôi không nỗ lực vì tất cả những gì vừa nêu. Chúng tôi đã liên lạc cởi mở và liên tục với mọi bên liên quan, bao gồm Trung Quốc và Mỹ. Ngoại trưởng Malaysia nói trong một tuyên bố ngày 23 tháng 4. Trong phát biểu trên, ông Sen, từng là Bộ trưởng Quốc phòng, đã có ý giải thích việc Malaysia thường im lặng, đồng thời đưa ra quan điểm nhất quán của Malaysia về giải quyết vấn đề thông qua đối thoại. Nhưng dẫu sao, điều này cho thấy ít nhiều Malaysia cũng đã lên tiếng về Biển Đông. Một ngày sau khi Philippines thông báo đã gửi hai công hàm ngoại giao cho Đại sứ quán Trung Quốc để phản đối hành động của Bắc Kinh ở Biển Đông. Theo vườn chuột, Trung Quốc và Mỹ liên tục dằn mặt nhau trên Biển Đông. Căng thẳng Biển Đông vẫn tiếp tục là trò mèo vườn chuột giữa Hải quân Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc và Hải quân Hoa Kỳ. Hai bên đều nỗ lực phô trương gương mặt, dằn mặt nhau thông qua từng đợt tập trận bắn đạn thật, điều tàu chiến, tiêm kích chiến đấu đến các vùng biển tranh chấp. Đồng thời, Trung Quốc sẽ không để bị mất mặt trước Hải quân Mỹ
và bằng mọi giá sẽ tìm cách khẳng định năng lực chiến đấu cũng như quyền chủ quyền của Bắc Kinh trên Biển Đông. Tuy nhiên, Việt Nam cũng không để Trung Quốc âm thầm nghiên cứu Biển Đông, xâm phạm chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa. Trung Quốc tập trận trên Biển Đông, nâng cao sức chiến đấu cho binh lính. Hải quân, Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã tiến hành các cuộc tập trận kiểm tra và nâng cao tinh thần sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng với việc huy động cả tàu mặt nước, tàu ngầm và máy bay chiến đấu ở Biển Đông vào cuối tháng 3. Cũng trong tháng này, Hải quân Mỹ thường xuyên điều tàu chiến và máy bay chiến đấu đến Biển Đông theo đúng chính sách tự do hàng hải mà Washington theo đuổi và duy trì bấy lâu nay nhằm hạn chế sự bành trướng của Bắc Kinh tại vùng biển tranh chấp này. Thời báo Hoàn Cầu dẫn bình luận của các chuyên gia cho biết hôm thứ Năm cho biết chính những cuộc tập trận trên Biển Đông đã cho thấy Hải quân Trung Quốc hoàn toàn có thể kiểm soát và bảo vệ hiệu quả vùng biển tranh chấp khi tiếp tục tăng cường khả năng chiến đấu của binh sĩ cũng như lực lượng tàu chiến, trang thiết bị chiến đấu. Theo tuyên bố từ chiến khu Nam Bộ của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đưa ra hôm thứ Tư cho biết một căn cứ hải quân nằm dưới sự điều hành của chiến khu Nam Bộ đã tiến hành tập trận vào cuối tháng 3 năm 2020. Điều đáng nói chính là nội dung huấn luyện liên quan tới kịch bản chiến đấu trên Biển Đông vừa là bài kiểm tra tinh thần sẵn sàng chiến đấu của binh sĩ, vừa là đợt thử nghiệm những chiến lược tác chiến hiệp đồng mới nhất của nước này. Thông báo của chiến khu Nam Bộ cũng cho hay đối với các tàu mặt nước, tàu ngầm và máy bay chiến đấu, cuộc tập trận bắn đạn thật với thử nghiệm hơn 20 nội dung, đối tượng bao gồm phòng không, chống hạm, chống tàu ngầm, tấn công trên bộ, tiếp viện hàng hải, điều hướng hạm đội và công tác chính trị thời chiến trên vùng biển tranh chấp. Phát biểu với Thời báo Hoàn Cầu hôm thứ Năm, ông Nguyễn Đông Húc, một chuyên gia phân tích quân sự tại Bắc Kinh nhấn mạnh, cuộc tập trận đã thể hiện thêm những đặc tính chiến đấu mới của Hải quân ở Biển Đông với năng lực tấn công đa chiều, phối hợp nhiều tàu chiến, tàu ngầm và chiến đấu cơ cùng những phương tiện chiến đấu hiện đại. Những chiến thuật này sẽ giúp Hải quân Nhân dân Trung Quốc kiểm soát và bảo vệ hiệu quả vững chắc các vùng biển, đảo và rạn san hô của mình. Đồng thời, những đợt tập trận bắn đạn thật sẽ nâng cao khả năng chiến đấu của quân đội Trung Quốc trên Biển Đông, ông Ngụy chỉ rõ. Mỹ Trung lại chơi mèo vần chuột trên Biển Đông. Thời báo Hoàn Cầu cũng nhấn mạnh, cuộc tập trận của Hải quân Trung Quốc diễn ra sau khi quân đội Mỹ thường xuyên điều tàu chiến và tiêm kích chiến đấu đến khu vực Biển Đông thời gian gần đây. Chẳng kể đâu ra, tàu khu trục Mỹ đã đi qua lãnh hải của Trung Quốc ngoài khơi quần đảo Tây Sa, Hoàng Sa hôm ngày 10 tháng 3 và nhóm tấn công tàu sân bay Theodore Roosevelt của Hải quân Hoa Kỳ và tàu khu trục tên lửa dẫn đường USMC Camp Powell đã tiến hành các cuộc tập trận chung ở Biển Đông vào ngày 15 tháng 3 vừa qua ngay gần quần đảo Hoàng Sa như một cách trêu vui và thị uy sức mạnh hải quân với Trung Quốc. Trong đợt này, Hải quân Mỹ cũng công bố một bức ảnh cho thấy tàu hộ vệ Thai-054A của Hải quân Trung Quốc đã được điều tới tham gia giám sát hoạt động các tàu ở USMC Camp Powell khi đang tuần tra ở Biển Đông. Hải quân Mỹ cho biết thêm, tàu hộ vệ Thai-054A còn phát cảnh báo yêu cầu tàu chiến Mỹ rời khỏi khu vực mà Washington cho rằng đây là vùng biển Trung và Mỹ chỉ là đang thực hiện chính sách tự do hàng hải bấy lâu nay của mình. Sau khi đại dịch COVID-19 do chủng mới virus corona bùng phát trên tàu sân bay Theodore Roosevelt, Mỹ lại gửi máy bay tuần tra P-3C đến khu vực vùng biển tranh chấp hôm thứ Ba. Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc đưa tin hôm thứ Tư trích dẫn các báo cáo của nước ngoài. Chưa hết, ngày 15 tháng 3, nhằm tác chiến tàu sân bay USS Theodore Roosevelt, tàu đổ bộ mang chiến đấu cơ USS America và đơn vị viễn trinh thủy quân lục chiến số 31 cũng tổ chức tập trận 4 ngày trên Biển Đông, Trung Quốc cũng đứng ngồi không yên. Sự bùng nổ của dịch bệnh COVID-19 đã làm giảm đáng kể khả năng triển khai tàu chiến của Hải quân Hoa Kỳ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Tuy nhiên, Mỹ dự kiến sẽ tăng cường triển khai máy bay chiến đấu. Do đó, Washington vẫn có thể duy trì sự hiện diện của mình trong khi thu thập được khá nhiều thông tin tình báo liên quan, ông Nguyễn Đông Húc bình luận bởi Thời báo Hoàn Cầu. Với những cuộc tập trận quy mô của mình, quân đội Trung Quốc muốn khẳng định họ có khả năng đánh đuổi những kẻ xâm phạm chủ quyền và những kẻ tọc mạch không thân thiện đi ra khỏi Biển Đông, nhà bình luận quân sự Nguyễn Đông Húc nêu quan điểm.
Cách đây không lâu, Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng dẫn lời chuyên gia quân sự cho hay, trong bối cảnh không quân và hải quân Trung Quốc vẫn giám sát chặt chẽ hoạt động tuần tra của Hải quân Mỹ trên Biển Đông, căng thẳng giữa quân đội Mỹ-Trung ở vùng biển chiến lược này sẽ tiếp tục gia tăng. Trò chơi mèo vờn chuột chắc chắn sẽ còn tiếp diễn. Đồng thời, Trung Quốc sẽ không để mất mặt trước Hải quân Mỹ và bằng mọi giá sẽ tìm cách khẳng định năng lực chiến đấu cũng như quyền chủ quyền của mình trên Biển Đông. Khi được hỏi về các hoạt động quân sự thường xuyên của Mỹ ở Biển Đông, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc, Đại tá cao cấp Nhậm Quốc Cường khẳng định tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 26 tháng 3 rằng những hành động của Hoa Kỳ đe dọa an ninh của các quốc gia có vùng tranh chấp lãnh thổ trong khu vực và phá hoại hòa bình sự ổn định ở Biển Đông. Quân đội Trung Quốc sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để kiên quyết bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia của mình, ông Nhậm Quốc Cường khẳng định. Việt Nam không để Trung Quốc âm thầm nghiên cứu Biển Đông. Trên thực tế, Trung Quốc tuyên bố chủ quyền với hầu hết diện tích Biển Đông, nơi họ đã thiết lập các tiền đồn quân sự trên các đảo nhân tạo. Tuy nhiên, tuyên bố này vẫn vấp phải phản ứng mạnh mẽ từ các nước Brunei, Malaysia, Philippines, Đài Loan và Việt Nam. Cũng liên quan đến vấn đề Biển Đông, tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao Việt Nam chiều 26 tháng 3, bà Lê Thị Thu Hằng về thông tin Trung Quốc đã thiết lập và khánh thành hai trạm nghiên cứu trên đá Subi và đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa. Trả lời câu hỏi của phóng viên tại buổi họp báo trực tuyến của Bộ Ngoại giao ngày 26 tháng 3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng khẳng định bình luận về việc Trung Quốc khánh thành hai trạm nghiên cứu trên đá Subi và đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa. Theo đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định mọi hoạt động tại các quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa đều phải có sự cho phép của Việt Nam. Như đã nhiều lần khẳng định, Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền của Việt Nam với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế. Theo đó, mọi hoạt động tại hai quần đảo này phải có sự cho phép của Việt Nam, bà Lê Thị Thu Hằng nêu rõ. Liên quan đến việc Trung Quốc ngang nhiên công bố xây dựng các cơ sở nghiên cứu mới trên đá Subi và đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao bày tỏ quan điểm thẳng thắn rằng Bắc Kinh cần tôn trọng chủ quyền của Hà Nội và không làm phức tạp tình hình ảnh hưởng đến hòa bình chung trong khu vực. Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam, không có các hành động gia tăng căng thẳng, làm phức tạp tình hình và ảnh hưởng tới hòa bình ở Biển Đông và khu vực, tuân thủ quy định của các nước trong tiến trình đàm phán bộ quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông giữa ASEAN và Trung Quốc. Phát ngôn viên Lê Thị Thu Hằng khẳng định. Biển Đông, Hà Nội phản đối Trung Quốc đâm chìm tàu cá Việt Nam. Hôm qua ngày 3 tháng 4, chính phủ Việt Nam đã chính thức phản đối Bắc Kinh về vụ tàu hải cảnh Trung Quốc đâm chìm tàu cá Việt Nam ở khu vực Hoàng Sa. Cổng thông tin điện tử của chính phủ Việt Nam hôm nay đăng lại tuyên bố của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng trong cuộc họp báo hôm qua, cho biết một tàu cá của Quảng Ngãi, trên đó có 8 ngư dân Việt Nam, đang hoạt động tại khu vực đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa, quần đảo mà hai nước đang tranh chấp, thì bị tàu cá Trung Quốc đã ngăn cản và đâm chìm vào ngày 2 tháng 4. Theo thông cáo của Hội Nghề cá Việt Nam, sau khi đâm chìm tàu cá Việt Nam, tàu Trung Quốc đã vớt 8 ngư dân của tàu đưa về đảo Phú Lâm. Sáng ngày hôm đó, khi nhận được tin, 3 tàu cá khác của Quảng Ngãi đã đến ứng cứu và đã bị tàu Trung Quốc truy đuổi. 2 tàu cá bị bắt và đã đưa vào đảo Phú Lâm. Đến chiều tối ngày 2 tháng 4, phía Trung Quốc giao trả 8 ngư dân và 2 tàu cá bị bắt. Hội Nghề cá Việt Nam kịch liệt lên án và phản đối hành động vô nhân đạo nói trên của phía Trung Quốc. Trong cuộc họp báo hôm qua, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cũng cho rằng hành động trên của tàu công vụ Trung Quốc đã xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, gây thiệt hại lớn về tài sản, đe dọa an toàn tính mạng, lợi ích hợp pháp của người dân Việt Nam. Theo lời bà Lê Thị Thu Hằng, hôm qua, đại diện Bộ Ngoại giao đã trao công hàm phản đối cho phía Đại sứ quán Trung Quốc và yêu cầu phía Trung Quốc điều tra làm rõ, xử lý nghiêm đối với các nhân viên công vụ và tàu hải cảnh Trung Quốc nêu trên, không để tái diễn những hành động tương tự, đồng thời bồi thường thỏa đáng cho các thiệt hại ngư dân Việt Nam. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao nhắc lại, Việt Nam có đầy đủ bằng chứng và lịch sử, cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa.
Theo Reuters, hôm qua, lực lượng hải cảnh Trung Quốc lại cho rằng tàu cá Việt Nam đã xâm nhập trái phép vào khu vực Hoàng Sa để đánh cá và đã không tuân lệnh rời khỏi khu vực này. Họ khẳng định tàu cá Việt Nam đã bị chìm khi đâm vào tàu hải cảnh Trung Quốc. Reuters nhắc lại, đây là lần thứ hai trong vòng chưa tới một năm Hà Nội tố cáo tàu Việt Nam bị tàu Trung Quốc đâm chìm. Mỹ, Trung đấu nhau như thế nào trên Biển Đông? Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, nhiều chuyên gia an ninh châu Á-Thái Bình Dương nhận định Trung Quốc sẽ không từ bỏ tham vọng đường lưỡi bò nên sẽ tiếp tục có hành vi vi phạm quốc tế trên Biển Đông, buộc Mỹ và các đồng minh đối tác phải có biện pháp đối phó. Một mặt, Trung Quốc thúc đẩy cùng thăm dò khai thác khí tự nhiên với Philippines trước tiên ở bãi Cỏ Rong. Mặt khác, Trung Quốc cho tàu hải cảnh, tàu dân quân biển, tàu cá quấy nhiễu hoạt động thăm dò, khai thác tài nguyên biển của Việt Nam, Philippines, Malaysia với sự tham gia của nước ngoài. Trung Quốc sẵn sàng đưa tàu hải cảnh và tàu cá lớn ra quanh bảy đảo nhân tạo ở Trường Sa thường xuyên hơn, sẵn sàng phun vòi rồng, chạy cắt mặt tàu Việt Nam để dọa dẫm hoặc tạo chứng cứ giả tàu Việt Nam đâm vào Trung Quốc, nhà báo Philippines nhận định. Trung Quốc cũng đang hoàn thiện cơ sở hạ tầng trên 7 tòa nhân tạo, nâng cao chất lượng hệ thống vũ khí trên đảo. Trung Quốc sẽ nâng cao năng lực quân sự nói chung, đặc biệt là triển khai tên lửa diệt hạm, tên lửa đạn đạo chống tàu sân bay để ngăn Mỹ tăng cường tuần tra tự do hàng hải, tập trận song phương, đa phương ở Biển Đông. Cụ thể, Hải quân Trung Quốc sẽ tăng cường tập trận bắn đạn thật, trong đó có phóng tên lửa đạn đạo cho chống tàu. Năm 2020, Trung Quốc sẽ đẩy mạnh đàm phán bộ quy tắc ứng xử Biển Đông với nội dung chỉ các doanh nghiệp nhà nước của Trung Quốc và ASEAN hợp tác với nhau để thăm dò dầu khí trên Biển Đông, không bắt tay với bên ngoài. Và khi các nước trong khu vực tập trận chung với các siêu cường quốc bên ngoài thì phải thông báo trước để Trung Quốc có thể phản đối. Vì thế, Mỹ, Nhật, Pháp, Anh có thể nêu vấn đề Biển Đông, chỉ trích Trung Quốc tại các sự kiện đa phương như hội nghị ASEAN với các đối tác đối ngoại, diễn đàn khu vực ASEAN, các hội nghị ARF mở rộng, các hội nghị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ASEAN mở rộng, Thượng đỉnh Đông Á, ông Thayer dự đoán. Các nước sẽ bày tỏ quan điểm về hành động đơn phương của Trung Quốc trên Biển Đông, phê phán Bắc Kinh không tuân thủ phán quyết của Tòa trọng tài thường trực, kêu gọi tuân thủ phán quyết mang tính trung thẩm và ràng buộc pháp lý này. Các siêu cường bên ngoài có thể trừng phạt thương mại Cục Khảo sát Địa chất Trung Quốc và các tàu thuyền của cơ quan này xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của các nước Đông Nam Á, giáo sư Thayer nhận định. Trong khi đó, Mỹ, Nhật Bản có thể đề nghị giúp đỡ một số nước Đông Nam Á phát triển lực lượng cảnh sát biển qua, giao tàu tuần tra cao tốc, mở khóa huấn luyện, xây dựng năng lực tiến hành các hoạt động nâng cao nhận thức khu vực biển. Mỹ đang tạo mạng lưới đồng minh và đối tác chiến lược chống chính sách kinh tế săn mồi, sự đe dọa các nước láng giềng, quân sự hóa Biển Đông của Trung Quốc. Mỹ sẽ tăng cường tuần tra tự do hàng hải ở Biển Đông, thêm máy bay ném bom B-52 từ Guam, Daegu và Nasica, điều thêm tàu chiến, ông Thayer dự đoán.